Đám cưới có 102 trong hầm Đờ Cát. Ngày 22 tháng 5 năm 1954, ngay trên trận địa Điện Biên, giữa hầm chỉ huy của Đờ Cát đã diễn ra đám cưới của đồng chí Cao Văn Khánh, đại đoàn phó đại đoàn quân tiên phong với nữ chiến binh quân y Nguyễn Thị Ngọc Toản. Khi chiến dịch kết thúc, hầm Đờ Cát được những người lính dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng bằng các loại dù chiến lợi phẩm đủ màu sắc. Phía trước căng một tấm dù đỏ, vui duyên mới không quên nhiệm vụ, ngày 22 tháng 5 năm 1954. Gọi là lễ cưới, nhưng chú rể mặc nguyên bộ quân phục, cô dâu chỉ vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Lễ cưới xong, đôi uyên ương đứng trên chiếc xe tăng của Pháp bên cầu Mường Thanh để chụp ảnh, chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.